Doanh thu của bạn ngày càng đi xuống chỉ vì nhân viên mắc phải lỗi này. Thành kể cho bạn nghe, hồi xưa mình có một cái tiệm thuốc, có 2 nhân viên bán. Trước đây thì mình không cho nhân viên ở lại tiệm, nhưng sau này thì mình cho một nhân viên cứng ở lại tiệm. Tại vì bạn ấy bảo là không, cái chỗ làm của bạn xa quá, mình cho bạn ở lại nhà thuốc luôn. Bạn có một cái thói quen khác trước, đó là hồi trước á, bạn khi nào cũng mặc áo blue, nhưng bây giờ từ khi bạn ở lại cái nhà thuốc luôn thì bạn lại không mặc áo blue nữa. Còn một bạn nhân viên thì mặc dù kinh nghiệm còn yếu hơn, bạn này thì đi làm về như bình trước bình thường, nhưng mà bạn ấy mặc áo blue và rất là chuẩn chỉnh. Thì cái doanh số tư vấn của hai bạn này khác nhau. Cái bạn mà mặc áo blue bữa đực bữa cái thì doanh số nó bị đi xuống, doanh số trên đơn hàng nó bị đi xuống. Còn cái bạn mặc dù yếu hơn đấy, nhưng cái doanh số đơn hàng nó lại đi lên. Có một hôm mình đến cửa hàng thì vô tình có một khách quen hay nói chuyện với mình. Thì người này mới góp ý là: mày xem sao nhân viên mày có con bé hồi xưa là nhìn nó nghiêm túc lắm, mà sao dạo này nó ở đây nhìn nó thuộc được rồi mày, nhìn mất hết thiện cảm luôn đấy. Còn cái con bé kia thấy là ưng lắm. Thì bắt đầu mình tá hỏa ra mà mình bảo: ô, mình cứ nghĩ là bây giờ là chuyển đến đây thì là vẫn duy trì thói quen cũ mặc áo blue bình thường, chứ ai ngờ là như vậy ta. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Xong bắt đầu thì mình mới xem xét lại cái doanh thu, mình thấy là nó có ảnh hưởng đến doanh thu thật. Và sau đó thì mình chấn chỉnh lại nhân viên của mình, ăn mặc phải chuẩn chỉnh, áo blue, bảng tên các kiểu đầy đủ, làm sao cho khách hàng có cái niềm tin vào cái dược sĩ đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là để doanh thu của mình nó đi lên. Đó, đó là cái kinh nghiệm mà mình đã gặp phải. Và chỉ cái hành động là chỉnh đốn lại nhân viên cho nó ăn mặc gọn gàng, đồng phục như vậy mà doanh thu của mình nó đã tăng lên ổn định. Đấy, mình chưa phải áp dụng thêm một cái hình thức marketing gì gọi là cao siêu cả, mà nó đã ổn định như vậy. Thì các bạn thấy được cái tầm quan trọng của việc vẻ ngoài bên ngoài, trang phục bên ngoài. Ok chưa? Nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai sẽ có thằng khác làm thay bạn.